Ngày 28 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op. Ngoài ra, quá trình điều tra và căn cứ tài liệu, chứng cứ, các quy định tại Luật Hợp tác xã, Điều lệ Sài Gòn Co-op cùng các quy định liên quan, Cơ quan An ninh Điều tra đã xem xét và ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân, cựu Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op và Hồ Mỹ Hòa, cựu Giám đốc Phòng Tài chính Sài Gòn Co-op từ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thành lạm quyền trong khi thi hành công vụ với vai trò đồng phạm giúp sức. Theo kết luận điều tra bổ sung, ngày 10 tháng 9 năm 2015, ông Diệp Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sài Gòn Co-op. Với vai trò này, ông là người nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính. Tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng Quản trị Sài Gòn Co-op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Sài Gòn Co-op thực hiện các thủ tục để ông chuyển 1.000 tỷ đồng trong số 3.000 tỷ đồng của Sài Gòn Co-op huy động vốn để thực hiện thương vụ Bixi, mở rộng mạng lưới cho công ty đô thị mới là 700 tỷ đồng, công ty Đại Á là 300 tỷ đồng. Theo nội dung hợp tác đầu tư, Diệp Dũng ký với Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc công ty đô thị mới và Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc công ty Đại Á, thì Sài Gòn Co-op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác là 7% một năm. Điều tra đến nay xác định, việc chia lợi nhuận hai hợp đồng hợp tác trên không liên quan hoạt động kinh doanh của hai công ty đô thị mới và Đại Á. Việc hoàn trả lại vốn cho Sài Gòn Co-op được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố chứng khoán cho bên thứ ba. Tháng 3 năm 2018, Hào và Trung thông qua một số người lấy lý do hai công ty trên sử dụng 1.000 tỷ đồng đầu tư không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Sài Gòn Co-op điều chỉnh giảm lợi nhuận. Ông Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% một năm thành 0% một năm kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2016. Việc ông Diệp Dũng tự ý sử dụng tiền của Sài Gòn Co-op và điều chỉnh lợi nhuận cố định như trên đã dẫn tới hai công ty đô thị mới và Đại Á không chuyển trả cho Sài Gòn Co-op bất cứ khoản lợi nhuận nào, gây thiệt hại cho Sài Gòn Co-op hơn 115,6 tỷ đồng. Khi mới bị khởi tố, bị can Diệp Dũng không hợp tác với cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, bị can thay đổi, đã hợp tác, nhận thức hành vi phạm tội là sai trái, có thành tích xuất sắc trong công tác, là con của liệt sĩ. Cơ quan an ninh điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can này.